Cô chào cả lớp mình. Hôm nay chúng ta sẽ học một dạng toán mới, một phép toán mới đối với các con học sinh lớp 6 nhé. Ở tiểu học thì chúng ta đã học cộng trừ nhân chia số tự nhiên. Và bây giờ chúng ta thêm một phép toán mới, đấy là phép toán nâng lên lũy thừa. Ta học dần, ta chờ bạn vào sau nhỉ. Đây, ví dụ như là cho hình vuông có cạnh bằng A, thì diện tích của hình vuông ở tiểu học chúng ta biết đấy là diện tích của hình vuông tính như nào Nam Trung nhỉ? Còn nếu cô muốn tính diện tích hình vuông ta lấy cạnh nó nhân với 4. Con Lâm ơi, con đồng ý với À không, cạnh nhân cạnh cô nhầm. à, cạnh cạnh nhân với cạnh, không phải cạnh nhân 4, cạnh 4 nhầm với chu vi rồi. Còn thể tích là gì Nam Trung nhỉ? À cô là cạnh nhân cạnh nhân cạnh. À, thể tích là cạnh nhân cạnh nhân cạnh. Vậy thì diện tích của hình vuông là bằng A nhân A, thì có thể dùng phép tính lũy thừa để viết gọn như thế nào? Thể tích bằng A nhân A nhân A thì dùng lũy thừa để viết gọn như thế nào? Thì chúng ta sẽ là tìm hiểu trong bài học ngày hôm nay nhé. Như vậy thì ta có A nhân A thì là chúng ta viết được thành A mũ 2. A nhân A nhân A là thành A mũ 3. Vì sao lại như vậy? Thì chúng ta sẽ tìm hiểu dần. Cô thấy là nhiều bạn giơ tay bởi vì cô dặn là các con xem trước bài đi, cho nên là cô thấy các bạn giơ tay rất là nhiều, chắc là xem trước rồi. Nào. Ví dụ như là ta có phép nhân 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Con lại cho cô biết bạn Khánh An ơi, tích 3 nhân 3 nhân 3 nhân 3. Tích gồm bao nhiêu thừa số 3 con nhỉ? Dạ thưa cô là tích gồm 3, 4 thừa số 3. À, 4 thừa số 3 nên chúng ta viết gọn là 3 và có số 4 ở trên đầu, đọc là A mũ 4 hoặc là A lũy thừa 4. Mũ ta xem như là cái mũ ở trên đầu ấy, A mũ 4, A lũy thừa 4. Vậy tương tự như thế, con hãy dùng số mũ, dùng lũy thừa để viết gọn các cái tích trong câu A và câu B. Cô mời bạn Vi nào, Thùy Vi, 5 nhân 5 nhân 5, dùng lũy thừa viết gọn. Dạ thưa cô, 5 nhân 5, 5 nhân 5 nhân 5 lũy rút gọn bằng cách dùng lũy thừa là bằng 5 mũ 3. Và bằng 5 mũ 3. Rồi thế 7 nhân 7 nhân 7 nhân 7 nhân 7. Con đếm xem tích có bao nhiêu thừa số 7 đấy con. Dạ thưa cô là 6. À vậy con có thể dùng lũy thừa viết gọn được không? Dạ thưa cô là 7 mũ 6. Bằng 7 mũ 6. Cô mời Quang Huy ơi, con đồng ý với bạn Lam không? À cô xin lỗi là Vi không? Dạ các tôi con đồng ý. À rồi rất tốt. Đấy, bạn đã rất là nhanh nắm bắt được bài, cô cũng hoàn toàn đồng ý với hai con, chính xác rồi. Vậy thì ở đây cô có phép nhân là A nhân A nhân A nhân A nhân A nhân A. Con dùng lũy thừa để viết gọn giúp cô nào. Bằng bao nhiêu đây? Cô mời bạn nào. Bạn nào nhỉ? Mời bạn Lam. Cô là theo con là nó là a lũy thừa 4 này, a lũy thừa 5. A mũ 5. Rồi. Rất là tốt. Vậy tích có bao nhiêu thừa số 5 bạn Lam nhỉ? Bao nhiêu thừa số 5? Cô xin lỗi, có bao Dạ nhiêu thừa số A? dạ 5 là số a. À có 5 thừa số A. Rồi bây giờ cô hỏi lại, Nam Trung ơi, Nam Trung ơi, 8 mũ 3 bằng tích nào Nam Trung nhỉ? Con thưa cô là 8 x 8 x 8. Giỏi lắm, như vậy là các con hiểu rồi đấy. Thế bây giờ lại hỏi một câu khó hơn. Nếu cô có A mũ N thì tích này gồm bao nhiêu thừa số A? Mời bạn Khánh An nhỉ. Nếu A mũ N thì tích gồm bao nhiêu thừa số A? Dạ thưa cô là n thừa số a. N thừa số A. Rồi cô Mận Lâm, Quang Lâm, con đồng ý bạn không? Dạ con đồng ý ạ.
Rất giỏi nhé, các con học rất nhanh, cô rất thích. Chính xác rồi, thì chúng ta sẽ làm quen với khái niệm lũy thừa bậc n của thừa của số tự nhiên A là gì? Đây ta có. Cô vừa dạy vừa muốn chờ bạn Lam, à, chờ bạn Quỳnh Anh ấy. Lũy thừa bậc n của số tự nhiên A, ký hiệu A mũ n, là tích của n thừa số bằng nhau mỗi thừa số bằng A. Vậy ta có A mũ n bằng A nhân chấm 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 nhân với A, bao gồm n thừa số A. Và quy ước là n phải khác không? Các con ghi cho cô khái niệm này vào giúp cô nhé. Nó ngắn thôi nên ta ghi vào. Bây giờ cô giới thiệu thêm A mũ n, đọc là A mũ n hoặc là A lũy thừa n hoặc là lũy thừa bậc n của A. Hoặc là đọc lũy thừa bậc n của A nhé. Có ba cách đọc. A mũ n là cách đọc đơn giản nhất. A lũy thừa n hoặc là lũy thừa bậc n của A. Và A người ta gọi là cơ số, còn n gọi là số mũ. Thì ta hiểu là cơ số là phía viết bên dưới, còn số mũ ta tưởng tượng như là đang được đội cái mũ ở trên đầu ấy. Phép nâng nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng, phép nhân nhiều thừa số bằng nhau. Phép nhân ấy, không phải phép nâng đâu. Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa. Cô sửa chỗ này nhưng chính xác hơn. Phép nhân nhiều thừa số bằng nhau gọi là phép nâng lên lũy thừa. Chú ý, A mũ 1 thì là số mũ là bằng 1, cho nên là tích là chỉ có một thừa số A, nên là A mũ 1 là bằng A. A mũ 2 gọi là bình phương của A. A mũ 3 gọi là lập phương của A. Vậy con hãy cho cô biết là 5 bình phương bằng bao nhiêu? 5 bình phương bằng bao nhiêu? Cô mời bạn Nam Trung. Bật mic con. Con thưa cô, năm bình phương gọi là a vu, gọi là gì đó? Là năm năm mét vuông, năm hai trên đầu, À, năm mũ 2 đang còn ở à trên năm màn mũ hình hai. đấy. Năm mũ 2 bằng bao nhiêu con? Con thưa cô, năm mũ hai là năm nhân hai, Ui a năm nhân năm, năm nhân năm bằng bao nhiêu? năm nhân năm bằng 25. Ừ đấy, năm nhân năm chứ không phải năm nhân hai, bằng tích của hai thừa số 5. Tích của hai thừa số 5 không phải năm nhân hai đâu nhé. Năm nhân năm bằng 25 rồi. Nào, tính giúp cô, bạn Khánh An ơi, 4 lập phương bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, 4 lập phương là bằng 4 lập phương là bằng Viết bằng biểu thức nào? 4 lập phương. Dạ thưa cô, 4 lập phương bằng 4 nhân 4 nhân 4. À, là bằng 4 mũ 3, bằng 4 nhân 4 nhân 4. Rất giỏi, rất hiểu nhanh vấn đề. Và kết quả của phép tính là bằng bao nhiêu con nhỉ? Là bằng 64. À, bằng 64. Rồi, cô cảm ơn, rất tốt, giỏi. Nào, con nhớ lại cho cô một lần nữa là bình phương hiểu đơn giản là mũ 2, lập phương hiểu đơn giản là mũ 3. Vậy thì diện tích của hình vuông ý là có diện tích là S là bằng A nhân A bằng A mũ 2. Còn thể tích của hình lập phương, đấy, hình hộp chữ nhật mà có mặt đáy là hình vuông, gọi là hình lập phương luôn. Ta hiểu là nó bằng A nhân A nhân 3, A bằng A mũ 3, cho nên gọi là hình lập phương luôn đấy đấy. Giờ chúng ta sẽ làm bài tập thực hành 1. So easy luôn. Nào. Nào. Làm luôn. 3 nhân 3 nhân 3 viết được. Viết gọn thành lũy thừa nào đây? Mời bạn Thùy Vi. Thưa cô, 3 nhân 3 nhân 3 dưới dạng lũy thừa là 3 mũ 3.
3 mũ 3. 6 mũ bao nhiêu con nhỉ? Vậy là 6 mũ 4. 6 mũ 4 rồi. Quang Huy ơi, con đồng ý với bạn không? Dạ con thưa cô đồng ý ạ. À rồi, rất là tốt. Rất tốt, các con nắm bài rất là nhanh. Rồi, tiếp theo mời bạn Khánh An ơi. Nào con hoàn thiện phát biểu sau. 3 mũ 2 còn gọi là gì con nhỉ? Bật mic con. Dạ thưa cô, 3 mũ 2 còn được gọi là 3 lũy thừa 2. Hoặc là Hoặc là lũy thừa 2 của 3. à, lũy thừa bậc 2 của 3. Rồi. Hay còn gọi là ba gì nữa con Dạ là 3 mũ 2. nè? Có một cái người ta vừa mới học xong luôn ngay đấy. Rồi mời bạn Quang Lâm nào. Dạ thưa cô, 3 mũ 2 còn gọi là 3 bình phương hoặc là À bình phương của 3. à, ba bình phương hoặc là bình phương của ba, đúng rồi. Đấy mới là cái cô cần hỏi đấy. Nào tiếp theo nào. Cô mời bạn Quang Huy. Dạ con 5 thưa mũ 3. cô, 5 mũ 3 còn gọi là 5 mũ 3 còn gọi là 5 5 mũ 3 5 hay. mũ. Thế tiếp tự Còn thưa con thấy cô, là 5 mũ 3 còn gọi là lũy thừa của 5 bạn bạn là cái gì em quên mất Quang rồi. Lâm, bạn bạn Quang Lâm bạn ngồi cười luôn ý, cười không khép được miệng lại luôn. Nào Nam Trung nào, xem thử nhớ được không nào. Con thưa cô là 5 mũ 3 hay gì? Hay còn Còn gọi là gì? Đấy, vừa nãy không kịp ghi bài luôn à hay sao nhỉ? không kịp rồi. Ừ, đấy nhớ chụp lại màn hình nhé. Nam Trung à, là Quang Lâm này, Quang Lâm ngồi cười này. Xem nào, nói Vậy đúng không thưa nào? cô là 5 mũ 3 còn gọi là 5 lập phương hay lập phương của 5 ạ. Đúng rồi, đấy, từng đấy thôi nhá. Chịu khó nhớ cho cô, nhắc đi nhắc lại rồi. Mũ 2 là gọi là bình phương, còn mũ 3 là lập phương nhá. Rồi, cô hỏi bạn Lam Đạo trả lời câu C giúp cô nào. Câu C. Dạ thưa cô là ba 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 lũy thừa 10 có Ừ. thừa số là 3 còn 10 Cơ là số, à, cơ 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 số. số là 3 còn mũ là 10. Ừ. 10 Rồi. mũ 5 à 10 lũy thừa 5 có cơ số là 10 và mũ là 5. Rồi, bạn à, Thùy Vi ơi, con nghe bạn Lam trả lời không? Dạ có ạ. Con đồng ý với bạn không? Dạ có. À, cô thấy là con nắm bắt bài tốt đấy. Rồi, cô cảm ơn các con, giỏi. Bạn Quỳnh Anh ơi, con bật cam lên đi, con mới vào sau, con chú ý nghe nhá, dần dần con sẽ hiểu hơn nhá. Đây. Bài thực hành 1, ta chỉ cần viết, người ta bảo viết dưới dạng lũy thừa thì ta chỉ cần viết là 3 mũ 3 là được, không cần phải viết 27. Nếu người ta bảo tính thì các con tính thành 27, còn người ta bảo viết dưới dạng lũy thừa thì chỉ cần là viết thành 6 mũ 4 và 3 mũ 3 là được nhá. 3 mũ 2 còn gọi là 3 mũ 2 lũy thừa bậc 2 của 3, hay là 3 bình phương của 3 như Quang Lâm đọc. 5 mũ 3 là 5 mũ 3 lũy thừa bậc 3 của 5, hay là 5 lập phương của 5. Đấy. Tương tự như vậy câu C chúng ta làm được luôn rồi, rất là giỏi. Con chụp lại màn hình, tranh thủ chụp lại màn hình nhé. Rồi chúng ta sang phần tiếp theo. Nhân 2 lũy thừa cùng cơ số. À rồi rồi, cô chiếu lại không sao hết.
Được chưa con ơi, Lam ơi, được chưa? Rồi, cô chiếu phần tiếp nhá. Nào, viết tích của hai lũy thừa sau thành một lũy thừa. Cô gợi ý các con hãy sử dụng khái niệm lũy thừa mà chúng ta học ở mục 1 ý. Sử dụng định nghĩa lũy thừa mà chúng ta học mục 1 để chúng ta viết nhé. Bây giờ cô sẽ mời một bạn trình bày bài này nhé. Nam Trung ơi. Ừ, con viết tích của hai lũy thừa ở trong câu A thành một lũy thừa giúp cô nào. Con 3 nhân 3 mũ 3 bằng gì con nhỉ? con nghĩ là bằng 3 nhân 3 nhân 9. 3 nhân ba 9 à? ba ba lũy thừa 3 thì sẽ bằng 3 nhân 3, không, 3 số 3 nhân với lại nhau bằng 27. À, tức là ý con là bằng 3 nhân 27 hả? Như là sẽ Nhưng mà lại bằng không. 3 mũ 27, 3 mũ 27. Sao thế, 3 nhân 27 làm sao mà giống với 3 lũy thừa 27 được? 3 nhân với 27 là đúng nhá, là đúng, tức là 3 vì 3 mũ 3 bằng 27, cho nên 3 nhân với 27 là đúng theo hướng của con triển khai đấy. Nhưng mà 3 nhân 27 không thể bằng 3 mũ 27 được con nhá. Đây cô gợi ý Nam Trung này. Con không tính 3 mũ 3 bằng 27 mà con để 3 mũ 3 là bằng 3 nhân 3 nhân 3 như con nói. Vậy thì con hãy nhìn xem tích của chúng ta bao gồm bao nhiêu thừa số 3. Con thưa cô, bao gồm cả cái đó thì là 4 thừa số, Ừ, 4 thừa số 3, vậy chúng ta dùng lũy thừa để viết gọn thành một ba lũy mươi thừa thì bốn được. À, 3 mũ 4 đấy nhá, 3 mũ 4. Rồi, cô hỏi một bạn nhá. 3 là bằng 3 mũ bao nhiêu đây? Mời bạn Quang Lâm. cái cơ ba ở đây là bằng 3 mũ 1 ạ. À đúng rồi, rất tốt, phần chủ ý ta vừa học 3 là bằng 3 mũ 1. Đấy, các con để đây để cho ta nhận xét nhá. Vậy thì số 4 này, số 4 là số mũ của tích. Các con chú ý số 4 là số mũ của tích. Nó có mối liên hệ như thế nào với số mũ của hai thừa số ở phía trước là 3 mũ 1 và 3 mũ 3. Để đấy, bây giờ tiếp theo tương tự, con lại biến đổi 2 mũ 2 nhân 2 mũ 4 thành một lũy thừa. Nào, 2 mũ 2 nhân 2 mũ 4, con hãy làm một cách hoàn toàn tương tự xem được không? Mời Khánh An. Dạ con thưa cô là bằng 2 mũ 2 là bằng tích nào? 2 mũ 2 là bằng 2 nhân 2 Đúng rồi, con làm tương tự đi, nhân với mở ngoặc gì con nhỉ? nhân với mở ngoặc 4 nhân 2. Đâu 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 đâu. Ủa, mở ngoặc 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. À, 4 thừa số 2. 4 thừa số 2 với 4 nhân 2 nó không giống nhau nhá. Rồi, vậy thì viết gọn thành lũy thừa được 2 mũ bao nhiêu con nhỉ? Dạ là 2 mũ 6. Rồi, 2 mũ 6. Thế thì các con hãy trả lời câu hỏi vừa nãy câu hỏi. Số mũ 4 này ở tích thứ nhất có liên hệ như thế nào với số mũ của hai thừa số trước đó? Số mũ 6 ở tích thứ hai có liên hệ như thế nào với số mũ của hai thừa số trước đó? À, nào biết chúng ta giơ tay. Mới một mình Quang Lâm biết thôi. À, Khánh An cũng biết rồi. Giỏi, nhờ Khánh An giỏi đấy. Bạn nào biết nữa nào? 4 thì có liên hệ như thế nào với số 1 và số 3 này? 6 thì có liên hệ như nào với số 2 và số 4 này? Quang Huy, Khánh An, Quang Lâm, còn nữa là không biết rồi đây. Nào thì cô mời bạn Khánh An nhé. Dạ thưa cô là nó bằng tổng của 2 mũ. À, Quỳnh Anh cũng phát hiện ra. Đấy, nào con nói rõ lại rõ ràng, 4 thì bằng gì con nhỉ? Thưa cô là 4 bằng 3 cộng 1. À, 4 này chính là bằng số mũ 1 cộng với số mũ 3. Còn 6 này là bằng Còn 6 là bằng số mũ 2 cộng số mũ 4. số mũ 2 cộng với số mũ 4. Rồi, Quang Huy ơi, con đồng ý không? Rồi, tôi có đồng ý. Rồi. Vậy thì nếu như cô có hai lũy thừa có cùng cơ số A là A mũ M
nhân với a mũ n. Thì từ hai ví dụ trên này, con dự đoán xem a mũ m nhân a mũ n thì sẽ viết được dưới dạng lũy thừa nào? Mười Nam Trung nhỉ? Dạ cô, con nghĩ là bằng A lũy thừa Mời bạn Lam, con đồng ý không? Bạn bảo là a lũy thừa mn. MN. Dạ theo con là mình phải ghi là A lũy thừa M cộng N à. A lũy thừa m cộng n hoặc là a mũ m cộng với n. Đấy. Vậy thì một bạn Quang Lâm ơi, con nhận xét là con sẽ đồng ý với Nam Trung hay là đồng ý với Lam nhỉ? Như cô là con đồng ý với Lam ạ. Ừ. Ta nhìn vào các ví dụ trên thì ta dự đoán nó sẽ là a mũ m cộng n chứ không phải là nhân nhá. Rồi. Cô cũng đồng ý với bạn Lam với cả bạn Quang Lâm, và đây chính là công thức mà chúng ta học: nhân hai lũy thừa cùng cơ số. Muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số thì chúng ta nhận xét xem, chúng ta nhận xét về cơ số so với hai cơ số ở thừa số và số mũ thì như thế nào? Mời bạn Quang Huy nhỉ? Cơ số có thay đổi không con nhỉ? Dạ con thưa cô là cơ số không thay đổi. Ừ, con số mũ thì như thế nào? Dạ thưa cô số mũ thì thay đổi. Thay đổi như thế nào nhỉ? Dạ thay Bằng đổi gì? theo. Dạ con thưa cô là con nghĩ là thay đổi theo Bằng bằng gì nhỉ? Số mũ thì bằng gì? số mũ thì bằng tổng của hai số À đúng rồi. mũ cộng lại với nhau. À đúng rồi, số mũ là bằng tổng hai số mũ của thừa số. Như vậy ta có quy tắc: muốn nhân hai lũy thừa cùng cơ số, nhớ là cùng cơ số nhá, lưu ý không có là lại vận dụng linh tinh vào đấy, phải có cùng cơ số. Ta giữ nguyên cơ số và cộng các số mũ. Các con có thể chụp lại quy tắc này để chúng ta vận dụng vào làm bài tập. Bây giờ ví dụ nhá, tính giúp cô này. Nào, áp dụng quy tắc nhân hai lũy thừa cùng cơ số tính giúp cô xem nào. Quỳnh Anh ơi, con làm được phép tính x nhân x mũ 4 là bằng bao nhiêu con nhỉ? Dạ con là x cộng số X mũ bao nhiêu con? dạ x mũ 1 cộng cho x mũ Bằng 4 bằng x mũ 5. à, đấy rồi, mạng hơi lag nhưng mà cô vẫn nghe. Nhưng mà hình như con đọc x mũ 4, không phải đâu. X mũ 1 cộng 4 là bằng x mũ 5 nhá. Rồi, Vi ơi, con đồng ý với bạn Quỳnh Anh không? Dạ có ạ. Con tính cho cô nào. 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4 nhân 3 bằng gì con nhỉ? 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4 nhân 3 bằng 3 mũ 3 cộng 4 nhân 3 bằng 3 mũ 3 cộng 4 bằng 4 3 mũ 7. 3 37 mũ 3. nhân 3. 3 mũ 7 nhân 3 bằng gì con nhỉ? Dạ thưa cô là bằng 3 mũ 8. À, 3 mũ 7 cộng 1. Nhưng mà lần sau con có thể cộng luôn cũng được con nhá. Con có Dạ. thể làm cộng luôn vào đây là 3 mũ 3 cộng 4 cộng với 1 là bằng 3 mũ 8 luôn cũng được con nhá.
Rồi, riêng câu C bạn nào giơ tay thì cô kiểm tra xem. Nam Trung giơ tay. À không phải, Nam Trung bỏ tay xuống nhanh thế nhỉ. Khánh Nhan, Quang Lâm và Nam Trung giơ tay, còn những bạn còn lại là không làm được. Mời Quang Lâm nào, sao con bỏ tay xuống thế? À không phải Quang Lâm, vừa nãy không không không, xin lỗi, vừa nãy không phải. Bạn nào à, Nam Trung, sao con bỏ tay xuống thế? Có nhầm à? Ở đâu cô? À thế á, thế thì tính giúp cô nào xem nào, uy tín không nào? Con thưa cô là 24 nhân 8 chia bằng tích của 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Sao con cồng kềnh thế? Cuối cùng là ra kết quả bao nhiêu? Kết quả xong 8. 8 chia bằng 2 nhân 2 nhân 2 thì kết quả của con sẽ là 27. 27. Rồi. Thế cô hỏi bạn Khánh An ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Dạ thưa cô là con cũng có kết quả giống bạn. Ừ, nhưng mà con có cách làm khác không? Dạ không. Con làm giống bạn luôn. Ha? Là bạn là biến đổi thành 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2 nhân 2. Sau đó lại 8 để biến đổi thành tích của 3 thừa số 2 là 3 nhân 3 nhân 3 và đếm tổng tất cả có 7. Thừa số 2 là viết thành 27 luôn. Con làm thế ha? À không. Con đổi 8 thành 24 nhân 8 bằng 24 nhân 2 nhân 2 nhân 2 bằng 24 nhân 23 bằng 27. À, 24 nhân 23 thôi, không cần 2 nhân 2 nhân 2 nữa. 8 bằng 23 luôn. Và lúc đó là bằng 2 mũ 7. Nam Trung ơi, con thấy cách làm này được không? Con thấy nó lẹ hơn. Ở lẹ hơn. Vậy lần sau con sẽ cố gắng làm lẹ hơn nhá. Nhưng con cũng hiểu bài rồi. Điểm trong nếu trong bài thi làm như con cũng được điểm tối đa, không sao cả con nhá. Cô chỉ giới thiệu thêm một cách để chúng ta là có thêm một cách, cung cấp thêm một cách để chúng ta trình bày thôi. Đấy, thế bây giờ cô khen chúng ta ở chỗ đấy là nhiều bạn cô dạy lại không biết biến đổi cái 8 này thành lũy thừa có cơ số là 2 đâu. Nhiều bạn không biết biến đổi, không biết làm nào đối với cái câu thứ ba này đâu này. Nhưng riêng đối với lớp ta các con nắm bài rất là tốt, con học tương đối đồng đều và nhanh nhạy. Cô cảm ơn cả lớp mình. Đây. Cái này thì bây giờ thì sâu gì nhắm mắt viết được đúng không nào? Mời Vi ơi con viết cho cô. 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4 bằng bao nhiêu con nhỉ? Quỳnh Anh cam mạng yếu sao lại thấy tắt cam mất rồi? Dạ thưa cô, 3 mũ 3 nhân 3 mũ 4 bằng 3 mũ 3 cộng 4 bằng 3 mũ 7. À bằng 3 mũ 7 rồi. Bên này bằng 10 mũ bao nhiêu con? Dạ thưa cô là bằng 10 mũ 4 cộng 3 bằng 10 mũ 7. Rồi cô cảm ơn con. Quỳnh Anh ơi, x nhân mũ 2 nhân x mũ 5 bằng bao nhiêu con? Dạ thưa cô, mũ 2 nhân x mũ 5 bằng x mũ 2 cộng 5 bằng x mũ 7. Ồ, lần này cô nghe con trả lời rất là rõ ràng và đúng rồi, chính xác rồi. Cô cảm ơn và cô thấy nó dễ quá, không muốn các bạn kiểm tra lại vì cô tin chắc chắn 100% lớp mình làm được bài này rồi. Ta sẽ chuyển sang phần khác. Chia hai lũy thừa cùng cơ số và còn làm giúp cho cô hoạt động thứ ba. Rất nhiều bạn là xong phần này rồi, cô sẽ gọi nhé, không gọi được tất cả các con thông cảm nào. À, Quỳnh Anh con trả lời cho cô nào, 5 mũ 7 Dạ, 5 5 mũ 7 chia 5 mũ 2 bằng 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 5 bằng 5 mũ 7 chia 5 mũ 2 bằng 5 mũ 7 không, bảo là từ bằng phép tính, năm từ phép tính này để suy ra mà. 5 mũ 5 nhân 5 mũ 2 bằng 5 mũ 7, suy ra 5 mũ 7 chia 5 mũ 2 bằng. suy ra 5 mũ 7 chia 5 mũ 2 bằng 5 mũ 7 trừ 2. Đâu đã học công thức đấy, bây giờ đang đi xây dựng mà.
Không được, mà mình phải từ kết quả phép tính phía trên này mình suy ra. Con ơi, con chưa hiểu ý của đề bài ấy. Nào, suy ra được gì bạn Quang Lâm nhỉ? Dạ thưa cô, theo con là suy ra là bằng 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 nhân 5 chia 5 nhân 5 ạ. Không, các con đang phức tạp hóa vấn đề lên. Người ta cho ví dụ nhá, 3 nhân 4 là bằng 12. Thì suy ra 12 chia 4 bằng bao nhiêu? Quang Lâm, 12 chia 4 bằng bao nhiêu? 12 chia 4 bằng 3. Vậy theo con phép Đấy. tính Đấy thế thôi. Thế bây giờ 5 mũ 5 nhân 5 mũ 2 như vậy. Thừa số nhân thừa số bằng tích. Bây giờ lấy tích chia thừa số 5 mũ 2 thì bằng thừa số còn lại, tức là bằng 5 mũ bao nhiêu đây? 5. Ở đấy, đấy. Không cần phải đi xây dựng như là vừa nãy chúng ta phải là viết lũy thừa thành tích rồi lúc đấy chúng ta đếm thừa số, không cần nữa mà áp dụng kết quả của phép tính ấy. Con Lâm, con hiểu ý cô chưa? 5 mũ 7 chia 5 mũ 5 10 nam trung. Con thưa cô, năm mũ bảy, năm mũ bảy chia năm mũ năm, năm mũ hai. Đúng rồi, chúng ta chỉ cần là áp dụng, ta chỉ cần lấy kết quả thôi. Chia 5 mũ 5 bằng với 5 mũ 2. Bây giờ mới mới này, hãy quan sát kết quả này rồi nhận xét về mối liên hệ giữa số mũ của lũy thừa vừa tìm được, tức là số mũ của thương với số mũ của số bị chia và số mũ của số chia. Đấy. Nào, ở đây 2 thì bằng gì? Bạn nào biết thì con giơ tay. Mời bạn Quang Huy. Dạ con thưa cô, 2 là bằng 7 trừ 5 ạ. Đấy, 2 bằng 7 trừ 5. Còn ở bên này 5 thì bằng gì con nhỉ? Năm thì bằng 7 trừ 2 ạ. Đấy, bằng 7 trừ 2. Từ đây chúng ta dự đoán kết quả phép tính 7 mũ 9 chia 7 mũ 2 bằng bao nhiêu đây? Cô mời bạn Vi. Nhà thơ cô bằng 7 mũ 9 trừ 2. Bằng 7 mũ bao nhiêu? 7 mũ 9 trừ 2 ạ. Là bằng bao nhiêu? 9 trừ 2 bằng bao nhiêu luôn con? Là 7 mũ 7. 7 mũ 7. Còn 6 mũ 5 chia 6 mũ 3 bằng bao nhiêu con? Như cô bằng bằng 6 mũ 2. À, bằng 6 mũ 2. Quỳnh Anh ơi, con đồng ý với bạn không? Dạ thưa cô là con đồng ý. Rồi, thế câu hỏi nếu mà có A mũ M chia cho lũy thừa có cùng cơ số là A mũ N thì con dự đoán theo cô kết quả bằng gì Quỳnh Anh ơi? Dạ con dự đoán kết quả là bằng A mũ bao nhiêu? A mũ Chưa được hả? Rồi cô mời bạn Lam nào. Để đưa cô là bằng A mũ M trừ N. A mũ M trừ N tương tự như là các ví dụ trước đó. Quỳnh Anh ơi, con hiểu chưa? Để cô hiểu rồi. À rồi, M lớn hơn N để phép trừ thực hiện được nhá. Còn trường hợp M bằng N chúng ta sẽ xét sau. Đấy, thì đây là chúng ta vừa mới xây dựng quy tắc chia hai lũy thừa cùng cơ số đấy. Ta rất là giỏi. Đây. Ta có quy tắc. Đọc quy tắc giúp cho cô. Mời bạn Nam Trung đọc to rõ ràng. Quy tắc khi chia hai lũy thừa cùng cơ số, ta giữ nguyên cơ số và trừ số mũ. A mũ m chia a mũ n bằng a mũ m trừ n. A mũ m trừ n. A khác không, m khác n. À, các con sửa cho cô chỗ này nhé.
M không phải khác N đâu, mà con sửa cho cô là M lớn hơn hoặc bằng N nhé. M lớn hơn hoặc bằng N. Vì sao M lại lớn hơn hoặc bằng N các con? Bạn nào trả lời được? Tại sao chúng ta cần điều kiện M lớn hơn hoặc bằng N? Bạn nào biết chúng ta giơ tay nhé. Có hai bạn giơ tay. Lam, Nam Trung, Quang Huy. Nào cô mời bạn Lam theo con. Dạ thưa cô, theo con là vì nếu như mà m bé hơn n thì ta sẽ trừ ra số âm mà mũ thì không số âm được cô. À, m mà bé hơn n thì chúng ta trong tập hợp số tự nhiên ta không thể làm phép tính trừ nếu như số bị trừ nhỏ hơn số trừ. Đấy, trong tập hợp số tự nhiên thì là để thực hiện được phép trừ thì m số bị trừ phải luôn luôn lớn hoặc bằng số trừ. Đúng rồi, bạn Lam rất là tốt, giỏi. Thế bây giờ cô lại hỏi tiếp, tại sao A lại cần khác không? Tại sao cần A khác không? Có ba bạn giơ tay, mời Quang Huy nào. Dạ con thưa cô, theo con là nếu như mà a bằng không thì khi không chia cho không thì vẫn bằng không ạ. À, không chia cho không thì bằng không, thì là câu giải thích này cô vẫn chưa nghĩ lắm. Mời bạn Quang Lâm thử nói xem là tại sao A khác không nhỉ? Dạ thưa cô, a khác không, tại vì nếu mà a mũ n thì không mũ n thì cứ không nhân không nhân không nhân không thì nó vẫn bằng không ạ. Ừ thì sao nữa? Đúng rồi, thì sao nữa? Thì cứ chưa được. Ừ, thì sao nhỉ? Thì bởi vì chúng ta học ở tiểu học là khi thực hiện phép chia thì điều kiện của số chia phải như thế nào? Học ở tiểu học là điều kiện số chia phải lớn hơn không ạ? Ừ, số chia phải khác không, đúng không? Thì ta học ở lớp 6 như thế. Số chia không thể bằng không được, cho nên A phải khác không. Đấy, còn M thì lớn hơn nó bằng N. Vậy bây giờ trong trường hợp nếu mà M mà bằng N ấy, nếu M bằng N nhá, nếu M bằng N thì ta có A mũ M chia A mũ N bằng A mũ bao nhiêu? Ai biết? Ừ. Cô mời bạn Quang Huy nào, hai bạn biết thôi đó. Dạ con thưa cô là A mà không. Dạ Không con phải thưa A cô bằng là không mà A mũ A không. mũ không nhé, A mũ không. Như vậy vừa nãy ta học đấy là A là số mũ thì phải khác không, bây giờ số mũ bằng không đã xuất hiện rồi. Vậy bây giờ có hỏi A mũ không, ta biết A mũ một học quy ước rồi bằng A. Bây giờ có hỏi bạn nào cho cô biết là A mũ không bằng số tự nhiên nào, cực kỳ giỏi luôn và giải thích được vì sao nó bằng số tự nhiên đấy mới giải giỏi. A mũ không bằng số tự nhiên nào? Mời bạn Quang Lâm thử nói xem là Lam cũng đưa tay, Huy cũng đưa tay mà, để bạn Quang Lâm nói xem nào. Dạ thưa cô, là theo con là A mũ không là bằng một ạ. A mũ không bằng một. Sao con trả lời rón rén thế, không dứt khoát gì cả? Nào, chốt lại câu trả lời con, A mũ không bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô, là A mũ không bằng một ạ. À đấy, vẫn vẫn rất là chần chừ. A mũ không bằng một đã là phương án trả lời cuối cùng chưa? Nghe rồi. Rồi, giải thích được không? Ừ, dạ theo con là con nghĩ là phép lũy thừa là sẽ là bằng a mũ m phần chia cho a mũ n là bằng a mũ n m trừ n. Thì ví dụ ta có 2 mũ 3 đi thì ta sẽ bằng 2 mũ 9 chia 2 mũ 6 hoặc là 2 mũ 4 chia 2 mũ 1. Vậy nghĩa là ví dụ như là x phần n chia x phần phần x mũ n. Vậy theo tính chất của phép chia thì
mũ n chia cho x mũ n bằng x Ừ. mũ x mũ n trừ n bằng x Ừ. x mũ không, mà x mũ n chia x mũ n thì dĩ nhiên bằng một. À đấy rồi, đấy rồi. Đấy, sau một thời gian dài giải thích thì cô đã nghe ra được ý của bạn ấy, cô hiểu rồi đấy. Cô hiểu và cô đồng ý rồi, nhưng mà Quang Lâm con có cách giải thích à, xin lỗi Quang Huy con có cách giải thích ngắn gọn hơn không nhỉ? Dạ con cho cô, theo con là tại vì tính chất của A, khi mà A đứng không thì nó sẽ bằng một, và khi mũ với không thì một cộng với không nó bằng một ạ. Không phải, Quang Lâm nói dài nhưng mà có ý đúng rồi đó, đấy rồi đấy. Đấy. Tóm gọn lại là Là... thì cứ cho như là A mũ M phần A mũ N, M với N bằng nhau thì mình cứ gọi chung là X. Thì X thì giống như con vừa nói á, Đấy rồi, được là rồi, được rồi. Cô hiểu ý con chung rồi. rồi Thôi là con bằng đừng nói nữa. Con tóm lại, gọn lại nó lại còn tóm. dài hơn khi con chưa tóm gọn đấy. Nhá. Để cô thử tóm gọn lại xem nó có ngắn gọn hơn con không. Đây, cái này người ta ở trong sách người ta quy ước các con này, trong sách người ta viết là quy ước là a mũ không là bằng một, có quy ước luôn, nhưng vì các con học tốt quá nên cô mới hỏi các con tại sao trong trường hợp mà m bằng n thì lại là a mũ m chia a mũ n bằng a mũ không, và giải thích tại sao a mũ không bằng một. Thì như bạn Lâm nói, nếu mà m bằng n ấy thì suy ra a mũ m bằng với a mũ n, thì suy ra a mũ m chia a mũ n là bằng một đây, vì số bị chia bằng với số chia thì thương bằng một, học ở tiểu học rồi đúng không nào. Đấy, và ta có là a mũ không thì bằng phép chia a mũ m chia a mũ n, mà một cũng bằng phép chia a mũ m chia a mũ n, nên suy ra a mũ không là chính là bằng một, hai kết quả là hoàn toàn là hợp lý với nhau đấy, hoàn toàn có thể giải thích được, có nghĩa là cái quy ước a mũ không bằng một này nó hoàn toàn phù hợp với kiến thức mà chúng ta đã học ở trước đó, là trong phép chia mà số bị chia và số chia bằng nhau thì thương bằng một. Con nhé, cô hỏi thêm như thế con trả lời được quá là tốt rồi, giỏi. Bạn Lâm đầu nhảy số rất nhanh, nói chung là đầu nhảy số nhanh, tốt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm bài tập thực hành 3. Cái này là so easy rồi, cũng làm luôn được rồi. Nam Trung sẽ làm cho cô. Phép tính đầu tiên là bằng bao nhiêu con nhỉ? Con cho cô chữ viết bằng 11 mũ 4. 11 mũ 4 rồi, phép tính thứ hai. Con cho cô bằng 11 11 mũ 1. 11 mũ 1. Con đọc phép tính đi, nếu con làm không chắc chắn con đọc phép tính cho cô xem nào. Sao lại 11 mũ 1 nào? Mẫn Vi ơi, con đồng ý đây là 11 mũ 1 không nhỉ? Mũ không. 11 mũ 0. May mà còn sửa kịp. 11 mũ 0 bằng bao nhiêu luôn Trung nhỉ? Bằng 11 rồi cô. 11 mũ 0 bằng 11, vừa học xong mà quên mất À rồi. bằng không. 11 mũ À 0 bằng 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 1 thôi. bằng 1, bằng 1 con nhé, 11 mũ 0 bằng 1 vừa học xong đấy. Rồi, cô mời bạn Vi ơi. Dạ 7 mũ 2 nhân 7 mũ 4 bằng 7 mũ bao nhiêu con nhỉ? Bằng 7 mũ 6 ạ. 7 mũ 6. Rồi, Quỳnh Anh ơi. Nào phép tính thứ tư nào. 7 mũ 2 nhân 7 mũ Dạ 4 chia con 7 mũ 3. là dạ 7 mũ 2 nhân 7 mũ 4 7 mũ 3 là bằng 7 mũ 2 cộng 4 bằng 7 mũ 6 7 mũ 6 trừ 3 bằng 7 mũ 3. Ừ. Bằng 7 mũ 6 trừ đi 3 bằng 7 mũ 3. Nào Khánh An ơi, con đồng ý với các bạn không? Dạ thưa cô là con đồng ý. Rồi, cô cảm ơn. Rồi. Nào, câu B. Phép tính thứ nhất theo con là đúng hay là sai? Cô mời bạn Khánh An.
Dạ thưa cô, theo con phép tính thứ nhất là đúng. Đúng. À, phép tính thứ hai Khánh An, 7 mũ 10 chia 7 mũ 2 bằng 7 mũ 5, con đồng ý không Khánh An ơi? Dạ thưa cô là không. À, phải sửa như thế nào mới đúng con? Dạ là bằng 7. 7 mũ 10 trừ 2 bằng 7 mũ. À, rồi. Bạn Lam ơi, con đồng ý với bạn Khánh An không? Dạ thưa cô là con đồng ý ạ. Rồi, câu C. 2 mũ 11 chia 2 mũ 8 bằng 6, con đồng ý không? Dạ con không đồng ý. À, phải sửa như thế nào con? Dạ phải sửa là 2 mũ 11 chia 2 mũ 8 thì bằng 2 mũ 11 trừ 8 là bằng 2 mũ 9. Bằng 2 mũ 9. Rồi. Quang Huy nhận xét cho cô xem nào. Dạ con thưa cô là dạ Không. con thưa cô là bạn làm sai ạ. Cô từ từ. Ừ, từ từ sao thế Lam nhỉ? Dạ, con lộn, cô 2 mũ 11 trừ 8 thì nó phải bằng là 2 mũ 3. 2 mũ 3 vẫn còn biết đường mà vượt lại hả? 2 mũ 3. Rồi bây giờ nào Khánh An ơi, con cho con nhận xét lại bạn ấy. Nhờ con nhận xét lại không phải cho đâu. Bạn ấy trả lời là 2 mũ 3, con đồng ý không? Con bật mic lên. Dạ thưa cô, con dạ thưa cô, con nghĩ là đúng. Rồi. 11 trừ 8 thì bằng 3 thôi. Rồi. Anh An làm cuối cho cô câu cuối luôn đi. Dạ thưa cô, 5 mũ 6 chia 5 mũ 6 bằng 5 Ừ. Mà phải bằng bao nhiêu thì mới đúng con? dạ thưa cô là bằng 1. Ừ. Là bằng 5 mũ 6 trừ đi 6. Cho nên 6 là bằng bằng 5 5 mũ. mũ 0 bằng 1. À, bằng 1 rồi. Quang Huy ơi, con đồng ý với Khánh An không nhỉ? Dạ thưa cô, con đồng ý ạ. Rồi, cô cảm ơn. Ta sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Ta học bài tốt đấy. Cô lúc nào cô cũng phải chuẩn bị thêm bài hoặc là thêm kiến thức để dạy cho các con, không đơn thuần là một buổi học kiến thức cơ bản đâu. Cô lồng thêm cả nâng cao vào đấy. Đây, chúng ta sửa lại kết quả của chúng ta đúng như là bài chúng ta vừa làm rồi. Bài này chúng ta không cần chụp phía, con đã tự làm được rồi nhá. Rồi, chúng ta làm cho cô tiếp theo. Ghép cột cho cô. Rất nhanh rồi. Nào, con hãy nối giúp cô nào. Cô mời Nam Trung. Dạ con thưa cô, 3, 3 mũ 7 nhân 3 mũ 3 con xin nối vào 3 mũ 10. À, 3 mũ 10 rồi. Đây là câu trả lời Nam Trung. Cô mời Vi ơi, con đồng ý với Nam Trung không? Dạ có ạ. Rồi, tiếp theo. 5 mũ 9 chia 5 mũ 7. Vi, con trả lời cho cô, con sẽ nối với gì? Dạ thưa cô là 5 mũ 2 ạ. 5 mũ 2. 5 mũ 2, rồi. À, Khánh An đây, con đồng ý với Vi không? Dạ thưa cô là con đồng ý. Rồi, cô cảm ơn Quỳnh Anh ơi. 2 mũ 11 chia 2 mũ 8 bằng bao nhiêu con? Quỳnh Anh, cô gọi không được rồi. Lam ơi. Dạ cô. Ừ. Nào, 2 mũ 11 chia 2 mũ 8. Quỳnh Dạ thưa Anh cô, bảo giá. 2 mũ 11 chia 2 mũ 8 là bằng 2 mũ 3. À, bằng 2 mũ 3. Rồi. Tiếp. 5 mũ 12 nhân với 5 mũ 5 là nối với cột cuối cùng luôn là 5 mũ 17, đúng không? Cô mời bạn Quang Lâm ơi, con đồng ý với các kết quả trên không? Cô là con đồng ý ạ. À rồi, cô cảm ơn.
Bài hai ý á, A thì cô nghĩ rằng ai cũng làm được. Nào cô mời mời Khánh An. Dạ thưa cô, 5 mũ 7 nhân 5 mũ 5 bằng 5 mũ 7 cộng 5 bằng 5 mũ 12. Rồi, 9 mũ 5 chia 8 mũ 0. Dạ thưa cô, 9 mũ 5 chia 8 mũ 0 bằng 9 mũ 5 chia 1 bằng 9 mũ 5. Bằng 9 mũ 5. Rồi. Bạn Quang Lâm con đồng ý với Khánh An không? Dạ thưa cô, là con đồng ý ạ. Rất giỏi đúng không? Khánh An rất tốt. Hôm nay cô thấy Khánh An tiến bộ rất là nhiều ấy. Rồi, bây giờ cô mời Nam Trung nào. Dạ con đưa cô 2 2 mũ 10 chia 64 chia 16 thì sẽ bằng 2 2 mũ 10 chia bao nhiêu? sẽ bằng 2 mũ 10 chia 64 con chưa nghĩ ra là bằng 2 mũ bạn. Bằng bao nhiêu con? Ừ? Nam Trung ơi, 64 là bằng 2 mũ bao nhiêu con nhỉ? 64 con nghĩ là bằng Đến 16 là bằng 2 mũ bao nhiêu? 16 là 24. Đúng rồi, 16 là 2 mũ 4, tốt. Còn 64. 64 là 2. Chưa được à? 2 mũ bao nhiêu nhỉ? Chưa được đúng không? Cô hỏi bạn khác nhá, ai biết? 2 mũ 8 à? 28 Chưa đúng không? Trong thời gian quá nhanh con chưa nghĩ ra. Bạn nào biết nào? Ở đây cũng ít bạn biết thôi. Mới hai bạn biết là 64 là bằng 2 mũ bao nhiêu thôi. Cái này con làm quen dần thì con sẽ nhẩm được ra đấy. Ừ, Khánh An, Quang Lâm, Quang Huy. Nào, cô mời bạn Quang Lâm. Dạ thưa cô, là bằng 2 mũ 6 ạ. 2 mũ 6, cô mời Quang Huy ơi, con đồng ý với bạn đấy là bằng 2 mũ 6 không? Dạ con thưa cô, là con có ý kiến khác bạn. Ừ, là sao? Dạ con thưa cô, là con có ý kiến là 2 mũ 8 ạ. 2 mũ 8 là bằng 64 à? Bây giờ ta tính là 2 mũ 6 trước nhá, xem bằng 84 không nhá. Hoặc là chúng ta phân tích 64 ấy là chúng ta một là chúng ta chia cho 2. Phân tích theo ra thừa số nguyên tố số 64 ấy. Rồi, thì chúng ta chia cho 2, chia cho 2, chia cho 2 như thế. Bởi vì ta thấy là 64 là sẽ là chia hết cho các số, chia hết cho 2 đấy. Còn cách thứ hai nhanh hơn là chúng ta phân tích 64 là thành 8 nhân 8. Rồi, sau đó tiếp tục phân tích 8 thì bằng 2 mũ bao nhiêu? Quang Huy nhỉ? Dạ con được cô, 8 thì bằng 2 mũ 3. Ừ, 2 mũ 3 nhân 2 mũ 3 thì bằng 2 mũ bao nhiêu? Vâng, 2 mũ 3 nhân 2 mũ 3 bằng 2 mũ 6. Vậy thì đáp án của Quang Lâm đúng không con nhỉ? Dạ thưa cô đúng. À rồi, như vậy sẽ bằng là 2 mũ 10 chia 2 mũ 6 nhân 2 mũ 4 thì cho kết quả bằng bao nhiêu đây? Cô mời bạn Nam Trung con tính lại giúp cô. Dạ cô, 2 mũ 10 chia 2 mũ 6 bằng 24, 24 nhân 24 là 28. Bằng 2 mũ 8 rồi. 2 mũ 8. Con có đồng ý với kết quả này của bạn không? Cô mời bạn Khánh An nhỉ? Dạ thưa cô, con có kết quả giống bạn. À rồi, tốt rồi, cô cảm ơn. Câu B nhé, câu B chúng ta đã có gợi ý là mở trong trường hợp số thứ nhất là 4.983 là bằng 4 nhân 1.000 cộng 9 nhân 100 cộng 8 nhân 10 cộng 3. Cái này chúng ta đã học rồi này. Học rồi, học ở đúng cái bài tập hợp số tự nhiên ý. Viết ra số tự nhiên dưới tổng, dưới dạng tổng giá trị các chữ số của số đó ấy. Còn bây giờ chúng ta chỉ dùng lũy thừa để viết gọn. 1.000 thành 10 mũ 3, 100 là thành 10 mũ 2. 10 là bằng 10 mũ 1 thôi. Tương tự như vậy, ta có số 54.297.
Bằng gì đây? Con viết giúp cô. Mời bạn Lam. Dạ thưa cô là bằng 5 nhân 10.000 nhân 5 nhân 10.000 cộng 4 nhân nhân 1.000 cộng 2 nhân 100 cộng 9 nhân 10 cộng 7 Bằng là bằng 5 nhân 10 mũ 10 10 mũ. mũ 10.000 là bằng 10 mũ bao nhiêu nhỉ? dạ mũ mũi 4 10 mũ bao nhiêu con? dạ mũ 4 Mũ 4 cộng với 4 nhân với 10 mũ bao nhiêu? dạ 10 mũ 3 Cộng với cộng với 2 nhân 10 mũ 2 cộng với 9 nhân 10 cộng 7. rồi, con đồng ý với bạn không? Cô mời Huy ơi, con đồng ý không? Dạ con thưa cô là con đồng ý ạ. Rồi, Nhưng hai nghìn mà không sao? con bổ sung thêm với bạn là 9 x 10 là 9 x 10 mũ 1. À rồi, 9 nhân 10 1 cũng được. À, 9 nhân 10 cũng được nhá. Con viết cho cô 2023 bằng gì con? Dạ con thưa cô, 2023 bằng 2 nhân 1.000 cộng 0 nhân 100 cộng 2 nhân 10 cộng 3. Rồi. Bằng. Bằng 2 nhân 10 mũ 3 cộng 0 nhân 10 mũ 2. À, không nhân 10 mũ 2 bằng 0, ta không cần viết cũng được. Cộng với gì nhỉ? Cộng 2 nhân với 10 cộng 3. Rồi, cô hỏi bạn Quang Lâm ơi, con đồng ý không? Thế cô là con đồng ý ạ. Rồi, Nam Trung ơi, con có kết quả giống các bạn không? Dạ con thưa cô con đồng ý ạ. À rồi, rồi, rất là tốt, các con chữa bài vào. Bây giờ cô sẽ mở rộng kiến thức ra thêm cho các con nhé. Đây là công thức, hai công thức. Công thức thứ nhất là công thức lũy thừa của một lũy thừa. Cộng và suy ngẫm lũy thừa của một lũy thừa. Ví dụ như ta có 5 mũ 3 tất cả mũ 2. Như vậy ta xem 5 mũ 3 là một lũy thừa các con nhé. 5 mũ 3 là một lũy thừa ta học rồi. Và bây giờ lại lũy thừa này lại được mũ 2 lên nữa. Người ta gọi là lũy thừa của một lũy thừa. Vậy bây giờ câu hỏi các con là 5 mũ 3 tất cả mũ 2 là bằng tích của bao nhiêu thừa số 5 mũ 3? Bạn nào biết? Là bằng tích của bao nhiêu thừa số 5 mũ 3? Bạn nào biết? Chúng ta giơ tay nhé. 5 mũ 3 tất cả mũ 2 bằng tích của bao nhiêu thừa số 5 mũ 3? Quang Huy giơ tay. Bao nhiêu thừa số 5 mũ 3? Rồi, cô mời bạn Quang Huy nào. Dạ con thưa cô, theo con thì bằng tích của 2 thừa số 5 mũ 3. À, rồi. Cô cũng hoàn toàn đồng ý với con, rất giỏi. Bởi vì ta xem 5 mũ 3 là cơ số, còn 2 là số gì con nhỉ? Dạ con thưa cô, 2 là số lũy thừa À, số của tất mũ cả đấy. 5 mũ 3. À đúng rồi, ví dụ như ta biết là A mũ 2 thì bằng A nhân A là bằng tích của 2 thừa số A, hay là A mũ 3 thì bằng tích của 3 thừa số A. Vậy thì ta xem 5 mũ 3 tất cả mũ 2, ta xem 5 mũ 3 là cơ số còn 2 là số mũ, thì chúng ta sẽ có, do số mũ bằng 2 cho nên sẽ có 2 thừa số, như vậy sẽ bằng 5 mũ 3. Nhân 5 mũ 3 là bằng 5 mũ bao nhiêu đây? Cô mời bạn Quỳnh Anh nhỉ? Dạ thưa cô là 5 mũ 3 nhân 5 mũ 3 là bằng 5 mũ 3 cộng 3 bằng 5 mũ 6. Đúng rồi, 5 mũ 6 các con hãy để đấy nhá. Tiếp tục, ta có 2 mũ 3 tất cả mũ 4 là bằng tích của, nào bây giờ là bằng tích của bao nhiêu thừa số 2 mũ 3?
phân tích của bao nhiêu thừa số 2 mũ 3 nhé. Cô mời Nam Trung nào. Con thưa cô là tích của 4 cái 2 mũ 3. À, rất giỏi, 4 thừa số 2 mũ 3. Rất giỏi, đúng rồi. 2 mũ 3 nhân 2 mũ 3 nhân 2 mũ 3. Và thế thì kết quả bằng bao nhiêu đây Nam Trung đọc luôn cho cô, bằng 2 mũ bao nhiêu? Dạ con thưa cô, con nghĩ là sẽ bằng 2 mũ 3 nhân 2 bằng 2 mũ 6, người ta bằng 2 mũ 12. Bằng 2 mũ 12. Rồi cô hỏi xem con đồng ý với bạn không? Mời bạn Quang Lâm. Dạ thưa cô, con đồng ý với bạn. À rồi, bây giờ vấn đề của chúng ta là nếu mà cô có lũy thừa A mũ M, A mũ M nhá, lũy thừa này lại được lũy thừa bậc N lên nữa thì nó sẽ bằng A mũ bao nhiêu? Thì để trả lời câu hỏi này các con hãy nhận xét nhá. Số mũ 6 với số mũ 3 và số mũ 2 ở trong phép tính thứ nhất. Số mũ 12 với số mũ 3 và số mũ 4 ở trong phép tính thứ hai. Bạn Nam Trung ưu tiên đi, Quang Lâm giơ tay ưu tiên Nam Trung nào. 6 bằng gì Nam Trung? Nam Trung. Con thưa cô, của cô làm 6 phép, bằng. con thưa cô bằng, của cô nghĩa là làm kết quả của này là cô. Không, cô đang hỏi con nhận xét số mũ 6 với số mũ 3 và số mũ 2 đây. Dạ con thưa cô thì nó sẽ nhân 2 lên đó cô. Thế số mũ 4 và à, số mũ 12 và số mũ 3 và số mũ 4 có mối quan hệ gì? Con như cô nó cùng chung một số để nhân với nhau. À thế chưa được, tức là đòi trả lời câu về phía bên trên không? Mời Khánh An. Con tưởng cái câu kia cô. Dạ Câu thưa kia con cô, trả lời không đúng đâu. 5 mũ 6 con nghĩ là bằng năm Không, câu hỏi bốn. riêng số 6 thôi, số 6, 6 có mối quan hệ như thế nào với 3 và 2? Dạ thưa cô, 6 bằng 3 nhân 2. Đây đây đây, 6 bằng 3 nhân 2 rồi. 12 bằng gì? Mà 12 bằng 3 nhân 4. Ừ, thế thì từ đây con suy ra A mũ M tất cả mũ N bằng. Thưa cô, A mũ M tất cả mũ N bằng M nhân N. Bằng A mũ. À, bằng A mũ M nhân N. A mũ M nhân N. Rồi, cô mời bạn à. Huy ơi, con có cùng kết quả giống như bạn không? Dạ con thưa cô là con có cùng kết quả với bạn ạ. À, A mũ M tất cả mũ N thì bằng A mũ M nhân N. Con ghi công thức này vào vì trong sách giáo khoa con không học, con chưa có, chưa được học. Nhưng mà trong đề thi sinh giỏi thì rất nhiều đề sử dụng kiến thức này, cho nên là cô phải dạy cho các con đấy. A mũ M tất cả mũ N bằng A mũ M nhân N. Ví dụ nhá, cô lấy ví dụ này. Là 2 mũ 3 tất cả mũ 5 chia 2 mũ 7 bằng. Nào, làm cho cô Quang Lâm. Dạ thưa cô là bằng 2 mũ 3 nhân 5 chia cho 2 mũ 7 Rồi. bằng 2 mũ 15 chia 2 mũ 7 bằng 2 mũ 8. Rồi. Bằng 2 mũ 8. Rồi con đồng ý không? Cô mời bạn Huy ơi, con đồng ý với bạn đấy không? Thì con thưa cô là con đồng ý ạ. Rồi tiếp. 125 mũ 2 chia cho 5 mũ 4 bằng. Ai thông minh hơn học sinh lớp 5? Trả lời giúp cô. Cô mời bạn Khánh An nào. Dạ thưa cô, con nghĩ là 125 mũ 2 đổi thành 5 mũ 3 mũ 2. Rồi ôi giỏi nhỉ, con đọc
con đọc gần chính xác rồi, 5 mũ 3 là đúng lắm rồi. Vì 125 là bằng 5 À, mũ 5 mũ 3. 3 tất cả mũ 2. À đấy, đọc giúp cô tất cả mũ 2 chia 5 mũ 4, giỏi Chia nhỉ. 5 mũ 4. Bằng 5 mũ bao nhiêu nhỉ? Dạ là bằng 5 mũ 6 chia 5 mũ 4. Đúng rồi. Dạ là bằng 5 mũ 2. Còn 5 mũ 2. Quang Lâm ơi, con cùng kết quả với bạn không? Con đồng ý với kết quả của bạn ạ. À rồi, rất giỏi, cô cũng đồng ý với con nhé. Rồi bây giờ chúng ta có đấy là lũy thừa của một thương. À, lũy thừa của một tích, phần tiếp theo thương thì chúng ta chưa học. Lớp 7 chúng ta học luôn. Lũy thừa của một tích. Đây, ta có ví dụ này, tính và so sánh. Sáu mũ ba và hai nhân ba, hai mũ ba nhân ba mũ ba đấy, giúp cô. Hai mũ ba nhân ba mũ ba bằng bằng bao nhiêu nhân bao nhiêu nhỉ? Lam ơi, 2 mũ 3 bằng bao nhiêu? Thưa cô, 2 mũ 3 là bằng 2 nhân 2 nhân 2. Là bằng bao nhiêu? Là bằng bằng 8. À 8, 3 mũ 3 bằng bao nhiêu? Dạ, 3 mũ 3 bằng 3 nhân 3 nhân 3. Là bằng 3 mũ bao nhiêu nhỉ? Là 3 bằng nhân 3 3 nhân nhân 3 nhân 3. 3. À, 3 nhân 3 nhân 3 là bằng 27, cô nhân giúp nhá. Rồi. Nào, tiếp tục cho cô nhá. Sao con cứ làm đi, 6 mũ 3. Quỳnh Anh ơi, 6 mũ 3 bằng tích nào? Sáu mũ ba là bằng Sáu nhân sáu sáu nhân sáu nhân sáu đúng sáu nhân không? sáu Rồi, nào ai tính ra được hai kết quả rồi, đưa tay lên giúp cô. Mời bạn à. Ô, chưa ai tính xong á? Sao không tính nhỉ? Không thấy nhỉ? 8 nhân 27 bằng bao nhiêu đây? Cô mời Quang Lâm. Dạ thưa cô là bằng 216 ạ. 216 đúng rồi. Tiếp, 6 Còn nhân 6 nhân 6 6. nhân 6 nhân 6 bằng 36 nhân 6 cũng bằng 216. À bằng 216. Rồi con chú ý vào đây, chúng ta sẽ xây dựng công thức nhá. Hai kết quả này bằng nhau, từ đây ta có 6 mũ 3 là chính là bằng 6 mũ 3, cô xin lỗi cô viết lại, 6 mũ 3 là bằng mở ngoặc 2 nhân 3 tất cả mũ 3, vì 6 là bằng 2 nhân 3 mà 2 nhân 3 tất cả mũ 3 là bằng 6 mũ 3 thì cũng bằng 2 mũ 3 nhân với 3 mũ 3, do đều có kết quả bằng 216. Cô hỏi xem con hiểu Nam Trung, con hiểu chỗ đấy không? Hiểu là 6 mũ 3 là bằng 2 mũ 3 nhân 3 mũ 3 không? Có, vì chúng ta tính ra được bằng 216 mà. Con hiểu chưa? Và số 6 này chính là bằng tích của 2 nhân 3. Cho nên 6 mũ 3 chính là bằng 2 nhân 3 tất cả mũ 3. Vậy thì từ đây các con suy ra cho cô công thức lũy thừa của một tích A nhân B tất cả mũ M thì bằng tích nào? A nhân B tất cả mũ M. Mời Quang Huy. Dạ con thưa cô, theo con là A nhân B tất cả mũ M là được tích là A mũ M nhân B mũ M. Nhân B mũ M.
Rồi cô hỏi bạn Khánh An ơi, con đồng ý bạn đấy không? Dạ thưa cô là con đồng ý với bạn. À, rồi, rất tốt, cô cảm ơn con. Rồi. Cô hỏi một bạn nữa, mời bạn Quang Lâm, con đồng ý không? Dạ thưa cô là con đồng ý ạ. Rồi, vậy bây giờ các con tính giúp cô. Ví dụ như là 20 mũ 5 chia 4 mũ 5 bằng. Nào áp dụng tính giúp cô sẽ bằng bao nhiêu? Bạn nào tính được rồi, Quang Lâm giơ tay. Nào mời Quang Lâm nào, vì gần hết giờ rồi. Mời Quang Lâm. Con thưa con là từ cái công thức ở trên thì theo con là bằng 20 mũ 5 chia 4 mũ 5 bằng thương của 20 và 4 mũ 5. À thế á, đây là phép nhân mà, tôi có đang phép chia mà. Chúng ta phải biến đổi 20 mũ 5 thành 4 nhân 5 tất cả bao nhiêu con nhỉ? Thưa con là 4 nhân 5 tất cả mũ 20. Đâu, 20 là biến thành 4 nhân 5 rồi. À, 4 nhân 5 tất cả mũ 5. Đúng rồi. Chia cho 4 mũ 5 Thưa đúng con, không? 4 mũ 5. Ừ, bằng. Dạ thưa cô là bằng 4 4 mũ 5 nhân. 4 mũ 5 nhân 5 Công mũ thức ở 5. đây này này. À nhân 5 mũ 5 đúng rồi. Rồi chia cho bao nhiêu con nhỉ? Chia cho 4 mũ 5. À đúng rồi, cho nên cho kết quả bao nhiêu? Dạ thưa cô là cho kết quả là 4 mũ 5 nhân với 5 mũ 5 mà chia cho 4 mũ 5. bằng 5 mũ 5. Ừ, bằng 5 mũ 5 đúng rồi. Bằng 5 mũ 5 rồi. Nào bây giờ thì cô nói lại này, phần phía sau phần mở rộng này, thứ nhất là nó khó hơn so với sách giáo khoa, thứ hai là thời gian nó ít hơn, thì cô hứa là buổi sau cô sẽ dành cho các con luyện tập nhiều hơn, và chỗ nào chưa hiểu cô sẵn sàng nói lại cho các con. Tuy nhiên là con ghi nhớ cho cô hai công thức mà hôm nay chúng ta được học mở rộng ra. Các công thức ở trong sách giáo khoa thì đương nhiên là có trong sách giáo khoa rồi, thì các con sẽ học theo sách. Còn đây là hai công thức mở rộng ra, thì các con ghi nhớ giúp cô, đấy là công thức lũy thừa của một lũy thừa. Công thức lũy thừa của một tích sẽ có công thức lũy thừa của một thương mà Quang Lâm vừa nãy đã định áp dụng ấy. Nhưng mà do là lớp 6 thì chúng ta chưa học cái đó, lên lớp 7 chúng ta sẽ học cái đó nhé. Còn bây giờ chúng ta ghi cho cô hai công thức này vào để làm. Đấy, hai công thức này con có thể chụp lại màn hình cũng được. Còn bài tập về nhà thì cô sẽ, và video thì cô sẽ đẩy lên nhóm sau. Bây giờ cô chào cả lớp mình.